Kính thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn một cái giáo trình về những cái kiến thức cơ bản của nhiếp ảnh. Nhưng mà những kiến thức này mặc dù gọi là cơ bản nhưng mà cơ bản dành cho những người nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nghĩa là dành cho những người hành nghề nhiếp ảnh, chứ không phải là tìm hiểu nhiếp ảnh để mà chơi hay là để mà tham khảo cho vui. Thì lưu ý quý vị như vậy. Thì đầu tiên tôi nói gì về vấn đề là tìm hiểu những tính năng cơ bản của cái máy ảnh như thế nào đây. Một cái máy ảnh, tôi mượn cái máy Nikon và Canon để tôi làm cái ví dụ trong cái bài này. Thì một cái máy ảnh khi lắp vào, nhìn từ trên xuống, quý vị thấy nó sẽ như thế này. Tôi giải thích cho quý vị nha. Cái này gọi là cái body, nguyên cái máy ảnh này gọi là body nè. Cái này gọi là ống kính tháo lắp được. Thì trên cái tháo lắp này, những cái dòng số nè, gọi là tiêu cự của cái ống kính, như là cần số càng nhỏ này đó thì nó sẽ rộng nè, góc rộng, số lớn này góc nó sẽ hẹp lại. Thì cái này nó 50 18 24 35 40 55 55, cái gọi là tiêu cự của ống kính. Nên còn xoay ống kính qua thì nó sẽ gần hay xa cái hình. Tiếp theo, trên cái body này thì nó có cái này, dễ thấy với màu trắng là đây là cái hot shoe, là cái đế để mà đặt cái đèn LED rời vào trên đây á. Trên đây nè ha, trên đây nó gọi là cái đèn cốc nè. Đó, gọi là built-in LED đèn cốc. Còn cái LED mà gắn vào nó gọi là external LED. Rồi, đây là cái nút điều khiển thứ nhất cái bánh xe. Đây bánh xe thứ hai. Nè, bánh xe thứ hai. Cái bánh xe điều khiển chung là này, bánh xe khẩu nè, bánh xe trước là tốc. Cái tốc khẩu trên đây. Đây là cái nút bấm. Đây là công tắc mở hay tắt máy ảnh. Đó. Rồi. Thì mình sẽ tìm hiểu đầu tiên khi mình có máy ảnh chúng ta rồi, lắp ống kính rồi, bây giờ mình sẽ tìm hiểu các cái chế độ chụp của cái máy chụp hình. Mà nên nhớ bạn đang có trong tay cái máy ảnh này, cái là cái máy tính, cái máy vi tính, hay gọi là cái máy kỹ thuật số biết chụp ảnh, chứ không phải là cái máy cơ như ngày xưa nữa. Như đó chúng ta đang nắm trong tay một cái thiết bị điện tử rất là tối tân để mà tạo ra hình ảnh. Tôi sẽ tìm hiểu đầu tiên, hướng dẫn tìm hiểu đầu tiên là cái nút để mà chúng ta điều chỉnh để mà đặt những chế độ chụp như thế nào cho nó đúng. Đây, tôi phóng to cái nút lên cho quý vị thấy nè. Đây nha. Đây, quý vị coi, đây là cái máy ảnh của Nikon này ha. Nó có những cái nút nè. Đây là cái gạch trên cái máy ảnh, là để chọn những chế độ chụp cho nó phù hợp. Mình chỉ cần nắm nút, mình xe qua xe lại là xong. Còn nếu mình coi cái máy của thằng Canon nè, là Canon đó, như thế này, nó khác chút xíu. Công tắc bật mở đây, cái nút nhấn đây, trong khi thằng này á là cái nút này, cái nút công tắc mở đây là nút nhấn trong, nó kết hợp lại nhau. Rồi thì rất là dễ thấy, trong hai cái máy này bạn đều nhìn thấy như sau. Nó đều có này, chế độ nè, xanh nè ha, auto nè ha, auto nè ha, B nè, S nè, A nè, M nè. Còn những dòng này, những cái hình tùm lum hết ha. Đây cũng vậy nè, đây xanh ha, nó có cái màu xanh lá cây, đây cũng màu xanh lá cây nè ha. Hai thằng sản xuất khác nhau nên nó hơi khác nhau về ký hiệu thôi, chứ thật cái tính chất thì giống nhau thôi. Rồi đây tính năng này thì tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu. Trong cái máy ảnh này nó có rất nhiều tính năng, nhưng chúng ta là những người nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho nên nó chỉ khoanh là chúng ta cái dòng này, bốn cái chế độ này cần quan tâm thôi: M, A, S và B. Còn những tính năng còn lại này là dành cho những người dùng không chuyên. Trong nhiếp ảnh nó gọi là dân amateur. Bạn cầm một cái máy ảnh pro chuyên nghiệp đó, hoặc là semi pro của thằng Nikon lên, mình sẽ thấy không có những tính năng này. Nó chỉ chơi chuỗi cái bốn tính năng này thôi. Đừng tưởng rằng cái nút này nhiều tính năng là máy nó xịn, không có nha quý vị. Càng nhiều tính năng là càng dởm đó, càng không chuyên. Thôi xem đây, tôi nói từ bình dân như vậy hiểu là dởm, là nói là không chuyên, máy không chuyên nghiệp. Thấy cũng vậy nè. Rồi bây giờ tôi giải thích cho quý vị hiểu những cái biểu tượng bên ngoài trước rồi đã. Những cái này là máy ảnh nó lập trình sẵn cho những người dùng mà họ không hiểu về nhiếp ảnh, họ không rõ về kỹ thuật nhiếp ảnh. Bạn nên nhớ, bởi vì một cái máy ảnh á, khi nhà sản xuất họ thiết kế ra, họ bán trên thị trường á, mục tiêu của họ là gì?
là bán cho nhiều người dùng khác nhau. Những cái máy mà càng rẻ tiền, càng bình dân, thì nó lại có những tính năng của những người dùng không chuyên. Những cái máy mà bán chuyên hoặc chuyên nghiệp thì nó lại không có những tính năng này. Nó cắt đi bởi vì nó nhắm tới cái đối tượng nó bán là những người hiểu biết về nhiếp ảnh nên nó khác. Rồi, thì đầu tiên tôi giải thích thứ nhất là cái chế độ này, nó gọi là auto. Thì khi cái máy ảnh mình á xây mình bật qua cái chỗ này nè, nó qua dấu gạch này, bên đây cũng vậy nè, cái chức năng này nè, mà nó bật qua cái dấu chỗ này nè, chỗ này nè, bật qua đây, thì cái dấu gạch này là đang chọn đó, cái máy ảnh ta đó, nó trở về thành một cái máy du lịch, máy ảnh du lịch bình thường. Máy ảnh du lịch là máy gì? Đây, cho mọi người coi, máy ảnh du lịch là máy này nè. Đây, máy ảnh du lịch là máy này nè các bạn. Nó là những máy không chuyên, gọi là máy du lịch. Nó là chỉ cầm lên là chụp thôi. Nghĩa là nó không quan tâm gì hết, không cần suy nghĩ gì hết, cầm lên, thấy hình, nhấn cạch, ra hình. Và dĩ nhiên cái hình đó, đẹp hay xấu, đúng hay không đúng, đó chỉ là hên xui thôi. Nó không có gì chắc chắn hết, nó tự nhiên mà, tự động mà. Rồi, cái tính năng auto là như vậy. Giờ tôi giải thích tiếp. Bên cạnh đó bạn nhìn thấy như thế này, có cái hình chân dung con người nè, hình cái mặt người nè, đây vậy nè, mặt người đây ha, cái bên nè, mặt người. Thì thằng Canon thì dễ thấy hơn, còn Nikon là có người ở đó. Thì nếu như bạn bật chế độ này qua đây, thì cái máy ảnh của bạn đó, nó được tự động xét qua cái chế độ là chụp ảnh chân dung. Thế là người dùng không quan tâm gì hết á, muốn chụp chân dung bật qua nó, máy nó xét hết, cứ thế bấm thôi là ra hình. Kế bên biểu tượng này là biểu tượng của cái núi nè, nhìn ngọn núi đám mây ha. Ở đây cũng vậy nè, mình thấy ngọn núi nè không. Thì kế bên này nó gọi là landscape, tiếng Anh của này là portrait. Nên là landscape là chụp phong cảnh. Nếu mà đi trước bằng cảnh quan nào đẹp á, mà người cái người mà không biết chụp ảnh, họ mượn máy của bạn mà bạn nhờ họ chụp giùm bạn, bạn đứng vô khung cảnh đó, thì bạn chỉ việc bật qua chế độ landscape này, đưa cho họ nhấn cái là xong. Rồi, kế bên nữa, những cái máy đời mới này nữa ha, là cái máy này nó còn cho thêm cái tính năng là chụp này là em bé nè. Những máy sau này không có, máy trước không có, máy sau này có chụp em bé nữa chứ ha. Là hình con nít, là chụp mấy đứa nhỏ nít á, baby á, thì mình bật qua đây. Còn đây nó có không có đó, nó có cái này, nó có cái này nè ha, nó gọi là cái bông hồng, cái hoa đó. Đây, tiếng Anh nó gọi là close up hay là gọi là macro cũng được. Nếu mà chụp những cái gì mà nhỏ phóng đại lên hoặc chụp bông hoa thì nó bật vào chế độ này. Kế bên nó gọi là chụp sports, thể thao, sport đó, chạy nhảy đó, bật qua đây là chụp thể thao. Còn đây là chụp cái gọi là ban đêm, gọi là nice ban đêm ha. Đây có hình cái người trong khung cảnh ban đêm, có ngôi sao. Ở đây nó có thêm cái trăng sao này ha, đó là ban đêm. Thì khi ban đêm chụp nó muốn ra hình đẹp, như là có hình á, thì bật cái chế độ này máy tự động nó xét hết. Rồi tiếp theo cái dấu này, cái dấu này nè, cái dấu này là có nghĩa là chụp không có đèn, nghĩa là no flash, không có đèn. Đây không có đèn. Thì đó là những tính năng rất là cơ bản của những cái máy chụp ảnh mà không chuyên. Rồi, riêng anh Canon anh có thêm cái chữ A, chữ D Park nè. Đó, thì tính năng này là nó sẽ auto deep of field, nghĩa là tự động, nghĩa là dùng ảnh rõ. Mình sẽ nói sao về điều này. Bây giờ mình sẽ nói về bốn tính năng quan trọng nhất của dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp là chúng ta đó. Chúng ta cần quan tâm bốn tính năng này nè, bốn cái chế độ, gọi là bốn cái mode, tiếng Anh nó gọi là mode hay gọi là chế độ. P viết tắt cái chữ program, S viết tắt chữ speed hay là shutter, chữ A viết tắt chữ aperture nghĩa là khẩu độ, tự động nè, bán tự động nè. Xin lỗi, program mình nói là lập trình sẵn, hay đúng hơn là nói là kiểu dân chuyên nghiệp á, nó gọi là chế độ bán tự động. Đây S là chế độ chụp ưu tiên tốc độ, A là chế độ chụp
ưu tiên khẩu độ, và M là chế độ chụp dành cho những người gọi là xét được khẩu độ và tốc độ theo ý mình. Chẳng hạn như là chưa chắc gọi là chuyên nghiệp nha, nhiều người nói là chụp M mới chuyên nghiệp, chụp A, chụp S, chụp B không chuyên nghiệp, đó là sai. Bốn chế độ này đều dùng cho những người chuyên nghiệp hết, nhưng mà tùy hoàn cảnh, tùy theo cái yêu cầu, hoặc là tùy theo cái mình sản phẩm, hoặc là cái mục đích mình chụp, mà mình đã chọn bốn chế độ này cho nó phù hợp. Đây, nhưng mà cái anh Canon á, anh hơi khác Nikon ở chỗ á, B với M là giống nhau rồi, nhưng mà riêng cái chế độ S của Canon á, Nikon á, thì Canon nó đổi thành TV, à, TV, còn kia là chữ A là AV, vậy thôi. Thật là giống nhau y chang, không khác gì hết. Thì đó là hiểu về khái niệm của cái nút này. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu khi nào thì dùng chế độ nào là phù hợp và cho đúng. Này, thường thường là như thế này. Chế độ B á, là chế độ RAW RAM, có nghĩa là khi chúng ta xét qua chế độ này thì đảm bảo một điều, khi chúng ta chụp ảnh á, thì hình ảnh ta sẽ không bao giờ bị cháy ảnh. Chúng ta khỏi lo lắng gì hết, bởi vì máy nó tự tính khẩu độ và tốc độ sao cho cái ảnh ra là tốt nhất. Lưu ý nha, nó chỉ chỉnh khẩu độ tốc độ thôi nha. Còn lại là những chế độ khác, những cách xác lập khác như là ISO, web balance, hay là chất lượng hình ảnh, các cái file ảnh như là JPEG, RAW hay là TIFF hay là gì đó, nó không quan tâm. Đó, chúng ta phải tự đặt theo ý mình bằng thủ công. Nó chỉ quan tâm, nó chỉ lo vấn đề khẩu độ và tốc độ thôi. Do vậy người ta mới gọi là bán tự động này đó, có nghĩa là nó chỉ có một phần nào đó thôi, chứ không phải là hai phần hết, là bán tự động. Để chụp nó đó, người ta chỉ cần xoay cái ống kính, xoay cái nút đó, và chụp B, rồi như xong, chọn chế độ B. Thì nó chụp chế độ B khi nào, để các bạn đây, khi mà chúng ta bắt những cái hình ảnh mang tính chất gọi là thời sự, như là dành cho những người chụp ảnh báo chí á, hay là chụp những cái ảnh khoảnh khắc mà nó xảy ra nhanh quá, chúng ta phải chụp liền, không có thời gian để suy nghĩ, để mà canh máy, để mà tính toán gì hết á, thì chúng ta sẽ chụp chế độ B. Nhưng chế độ B nó sẽ có một cái nguy hiểm như thế này. Nếu như chúng ta chỉnh mà chúng ta để ISO thấp quá đó, thì trong khi chúng ta đưa lên ta bấm á, thì đôi khi nó bị nhòe như vậy, đôi khi khẩu tốc mà nó đâu có tính nhanh được, nó sẽ tốc độ nó sẽ chậm. Thì nói khi mà chụp chế độ B thì lời khuyên là khi các bạn để chế độ B trong máy á, bạn nên xét cái ISO khoảng 400 đi, thì nó sẽ yên tâm hơn, là ít bị nhè hơn. Rồi, đó là chế độ B. Nếu như các bạn thấy nè, một cái đứa trẻ mà nó chạy ngang trên đường thế này, khoảnh khắc như vậy, nếu mà mình mà không nhanh chân, nhanh tay bắt á, thì mình sẽ mất khoảnh khắc này. Thì như vậy chế độ B là chế độ hay nhất trong quá trình ta tác nghiệp. Nên lời khuyên các bạn là khi đi ra đường đó, bạn để cái máy ảnh mình á, trong giỏ là luôn luôn để chế độ B sẵn, xét qua cái ISO là 400. Đó, thì bạn ra đường bạn sẽ yên tâm khi đụng khoảnh khắc bắt lên và chụp liền, khỏi suy nghĩ. Đó là chế độ B. Bây giờ chúng ta qua chế độ thứ hai là chế độ A, hay gọi là AV như thế nào. Đây thưa quý vị và các bạn, để chụp chế độ A hay là AV, đây mình bật cái nút công tắc, mình qua chữ AV, hoặc là mình đặt cái chữ A ở đây. Thì mục đích của chụp chế độ này có nghĩa là khi chúng ta chọn vào này thì chúng ta xét trên máy ảnh á, chúng ta xét thì cái khẩu theo ý mình nè, cái khẩu theo ý mình, nhưng mà cái tốc tự động nó sẽ ăn theo, nó sẽ quan tâm tới chuyện khẩu độ thôi. Thì khẩu độ nó sẽ liên quan tới vùng ảnh rõ, có nghĩa là điều ép nè, cái chỗ sâu ảnh trường á, nghĩa là chúng ta muốn xóa phông nhiều hay là ít. Thì thường á, cái chế độ này á, người ta dùng trong cái việc chụp là chân dung là chính. Như quý vị thấy là chụp chân dung, à, người ta sẽ khống chế được cái hậu cảnh đằng sau á ha, hoặc là cái vùng ảnh rõ như thế nào. Thì người ta thường dùng chân dung, chụp chân dung thì người ta chụp bằng cái chế độ A, ha, AV, đó, A hoặc AV. Đó, người ta muốn khống chế, ví dụ như trường hợp này, người ta muốn chụp A đó, là người ta muốn cho cái xóa phông nhiều thì người ta sẽ mở khẩu lên, còn muốn cho nó nét á,
nét sâu thì ta đóng khẩu lại. Thì đây chính là cái chế độ gọi là AV đó. Người ta chưa chụp chân dung á, thì thường lưu ý chân dung thì thường người ta hay dùng chế độ chữ A hoặc AV của Nikon. Nikon là A còn Canon là AV. Rồi ví dụ trường hợp này bạn thấy nè, người ta muốn cho nét sâu như vậy đó, người ta phải đóng hết khẩu lại, đóng hết khẩu lại mới là sâu như vậy. Còn trường hợp mà người ta muốn cho nó nhè, nó xóa phông, hay như trường hợp này muốn xóa phông nhiều nữa ha, lấy rõ bằng tay thôi, thì người ta sẽ để cho cái khẩu nó lớn, họ mở khẩu hết, họ chụp thì chỉ nhiêu đây là nó nét thôi, còn đây nó ao hết. Đó như trường hợp này, những cái kiểu như vậy nè, mình thấy nè, rất là nhiều người họ hay chụp cái kiểu này. Thì như vậy gọi là chế độ chữ A, chữ A là như thế đó. Rồi thì khi nhắc lại, khi bạn muốn khống chế, muốn cho cái vùng ảnh mình nó rõ nhiều cái hậu cảnh á, thì mình đóng khẩu lại. Đóng khẩu thì con số này nè các bạn, cái khẩu là cái F đây nè, con số này càng lớn như nào thì cái khẩu nó nhỏ. Dù như 22 thì nhỏ 22 sẽ là 32, lớn hơn là 16 hoặc là 8 hoặc là 4 đó thì gọi là khẩu lớn. Rồi qua chế độ tiếp theo là chế độ S. S như thế nào? Đây bạn xem này nha. Đây, nếu mà bật qua chế độ S phải cần mở nhận qua là coi như xong chế độ S. Thì nó ngược lại là mình được set cái tốc độ, ưu tiên tốc độ, còn cái khẩu á, tự động nó đi theo. Thường chụp S này á, là liên quan tới phần tốc độ. Nếu như mình chụp thể thao nè ha, hoặc là chụp những cái dòng suối vân vân, cái thứ mình muốn tạo vệt nhà. Đấy, như trong trường hợp này bạn xem nè, tôi bắt đứng một cái chủ đề, một cái con vật đang nhảy múa hoặc đang bay thế này, thì tôi để tốc độ cao tôi bắt thôi. Thì cho nên mình muốn bắt đứng thì mình để tốc độ cao, ví dụ như từ 500 đến 1000 trở lên là được rồi. Còn nếu như mình muốn nhè, muốn tạo cái vệt nhè, chẳng hạn như mình chụp như thế này nha, đó nhè, hoặc là mình muốn như thế này thì mình để tốc độ chậm thì nó sẽ tạo cái vệt như thế này cho chúng ta. Như này tốc độ chậm nè, nó sẽ tạo cái vệt mà nó bắt cho cái đối tượng nó nhè như đây nè, nhè đi nè. Đó thì đây là cách chơi của những người chơi ảnh nghệ thuật, thì người ta có thể dùng lợi dụng cái kỹ thuật này để người ta bắt nhè cái đối tượng. Như bạn xem đây nha, đó, tốc độ chậm thì nó sẽ nhè thôi, nó nhè đi nè, nó có hiệu ứng rất là hay về hình ảnh. Và mình chụp những cái dòng thác á, mà nó chảy nó mịn như là suối á, suối nó mịn như là lụa đó, thì chúng ta có thể dùng cái chế độ gọi là tốc độ chậm này để cho nó nhè đi hình ảnh. Đó thì đó là những cái chế độ mà tôi muốn nói, là chế độ về chữ S là liên quan tới tốc độ. Nếu như chúng ta muốn chụp chế tốc độ thể thao là nhè hoặc đứng thì ta để chế độ S. Nhờ qua chế độ M đây, bạn sẽ mở qua chế độ M. Thì muốn chỉnh chế độ M khi nào chụp M, chúng ta sẽ chụp chế độ M khi mà chúng ta khống chế khẩu và tốc theo ý mình. Chẳng hạn như chúng ta chụp trong studio nè, studio thì chúng ta thiết kế ánh sáng ý mình. Thứ hai á, đây dạng dạng studio này nha các bạn. Thứ hai là khi chúng ta muốn, ví dụ trong trường hợp là chúng ta muốn chụp mà chúng ta dùng chữ A hoặc cái nút đầu tiên của máy ảnh, đó là lúc nào cho nó phù hợp với yêu cầu của mình cần chụp, thì mà các bạn đã hiểu qua tất cả cái nút này A, S, B và M rồi. Thì sau đó chúng ta sẽ qua bài tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về khẩu độ và tốc độ, bởi vì cái những chế độ này liên quan đến khẩu độ và tốc độ. Cho nên tìm hiểu về khẩu độ và tốc độ đó là bài học thứ hai mà chúng ta cần phải biết.